Ngày hôm nay có rất là nhiều người chữa lửa đã lại đây giúp đỡ. Lại ngay trường tiểu học. Theo báo cho biết có người bị overdose quá liều. Đây là chuyện xảy ra vào lúc 10 giờ 34 phút vào buổi sáng đó là có bốn học sinh ở ngay trường tiểu học chỗ này đã bị quá liều thuốc. Sau khi đó thì cái con số đó tăng lên trở thành 10 học sinh chỗ này. Tất cả 10 học sinh bị overdose của thuốc. Đây là có người bị nặng, bị nhẹ. Và cũng đây Mới vừa trước khi một ngày, Los Angeles đưa ra báo cho biết đó là có khoảng chừng 1.300% số người tăng bị chết vì fentanyl kể từ 2016. Đây là ông sếp báo cho biết có lẽ là dính dám tới cái chuyện những cái đồ ăn có chất cần sa. Đây là không phải fentanyl. Trong lúc này không có gì bị đe dọa tới tính mạng. Hiện tại chúng tôi đây chưa có câu trả lời về chuyện này. Đây là những học sinh trong trường tiểu học chỗ này từ 12 cho tới 15 tuổi. Đó là những người cứu hộ đã đẩy đứa nhỏ này ra chiếc xe Amelan. Bảy người trẻ em ở đây đã đưa tới nhà thương gần chỗ này. Những cha mẹ phụ huynh học sinh đứng ở ngoài đợi rất là lo. Họ đợi để dẫn con của mình đi về nhà. Có một cha mẹ kéo đứa con mình ra khỏi trường, nói cho đài biết là có một học sinh trong đó đưa những cái drug cho con của họ lúc đó học sinh đó ở trong trường. Chúng tôi hỏi người mẹ đó về cái chuyện có 10 người học sinh về những cái thuốc men ở trong trường. Hỏi cô ta là đối với cô có thấy ngạc nhiên về học sinh ở trong trường ăn những cái gì đó rồi sau khi đó bị quá liều hay không? Thì cô ta nói đối với cô ta không có gì ngạc nhiên cả. Tôi đây cảm thấy rất là lo về chuyện này, nhưng mà cũng không có gì ngạc nhiên cả. Tất cả học sinh ở đây là sẽ được khỏe trở lại theo họ đoán. Trong lúc này, cảnh sát đang đưa ra điều tra về chuyện này. Chúng tôi đã nói chuyện với First Respond chỗ này. Họ nói cho biết là họ muốn nhắc nhở những cha mẹ Những cái thuốc men này có thể tới bằng đủ cách khác nhau giống như kẹo, bánh, rồi hít hơi đủ hết. Cả luôn gummy bear cũng vậy. Dù khi cái người mà cho bạn bè ăn đó, thì cái người đó cũng không biết ở trong đó nó có thành phần gì ở trong đó nữa.